Ok, xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì thường mì tôm thường là sẽ các bạn sinh viên cuối tháng này. Tuy nhiên thì hôm nay thì chúng mình đầu tháng rồi, chúng mình vẫn quyết định là chúng ta sẽ ăn mì tôm và đây là mì cay Hàn Quốc. Chúng mình ở đây chỉ có một cái nhãn hiệu của nó là gì? Samyang. Nói chung là một gói 30.000, nó đắt hơn ở cơm bình dân. Cái này mua cả xúc xích nhà chi. Tôi chưa nói xong có bao giờ. Cốc nước của mình đâu? Đây là lần đầu tiên bọn mình được ăn cái này. Chỉ là cay lắm. Chưa biết thế nào. Ok. Đây là lần đầu tiên chúng mình ăn thử mì cay. Đáng ra hôm nay được ra ngoài nhưng mà anh em 3, 2, 1 bắt đầu. Không thử ai ăn xong trước à? Có thử bắt đầu không? Lắc đầu. Xin mời các bạn nha. Cái lên. Mời các bạn nha. Cay thật không? Các bạn ơi, cho em cay nha, nó cay kiểu dần dần mới thấm. Thấy không? Ở xuống cái bụng rồi, lúc nãy quá họng. Mình bị cay dần dần thấm này. Cái sao tôi thấy bình thường? Bạn biết vị của cái này như thế nào? Nó giống như là gói mì, gói súp của mì Hảo Hảo ấy. Nhưng mà nó cay hơn một tí. Cho ít sa tế là. Đúng rồi, cho ít sa tế mà. Có bạn nào có kinh nghiệm vụ này có thể chỉ cho mình không? Mình có thể ăn ớt chỉ thiên, ớt không ấy. Thì đi ăn mì cay cấp độ mấy là vừa. Nhưng mà tại vì quan trọng ấy, ăn nhanh lên nó mới tạo được độ nóng lên tủ ý chứ. Tôi hiểu. Lúc mà mới ăn thì không cảm thấy vị cay mà càng ăn nó càng cay. Chả đâu. Ăn nói nhiều thì cơ cay. Chúng nói các bạn lên. Xin chào tất cả các bạn và tôi đang sắp xếp rồi. Một người xem, có một người xem kìa. Ừ, ai chào hả? Hai người xem rồi, chào xin ai, chào ai. Ăn mì cay phải đi tiêu chảy các bạn. Bắn tim này các bạn. Điên hơi sầu, phải đi. Cho em ở đấy đi. Không. Đấy là gì ạ? Xa nhà mấy lâu. Không phải sao bố mẹ à? Nhìn nó là khổ sở vãi. Ban đầu là nó okay, cay bình thường thôi, sau từ miệng ra là từ đầu lan đến bụng và đến toàn thân luôn. Mình không biết là cơm nào nữa, nhưng mà sau khi ăn khoảng 15 phút thì mình thấy bụng mình có vấn đề. Mình là một người không ăn được cay nhưng mình ăn hết bát rồi. Ở đây có ai thấy bụng có vấn đề không? Có. Một lời khuyên cho những bạn nào mà kiểu bị dạ dày hay là bị đúng không? Thừa dịch vị mà các bạn không nên ăn. Không nên ăn. Nhá, hoặc là khi các bạn bị đói nữa. Mình không biết là mình về quán có ngon không, sau phải đi thử. Bình thường thì ăn cay thì cái vị đầu tiên thì cảm nhận được đấy là ở trên miệng của mình, ở trong miệng của mình. Nhưng mà đây cái mì này thì nó lại gần như là khác hoàn toàn. Cái miệng của mình ăn xong thì cảm giác cay gần như là nó đỡ, nó không đúng rồi. Nó như kiểu là nó đốt. Sao nôn chưa? Nó đốt nó cùng chảy luôn đấy. Ăn rất là nôn. Thế là nôn thôi. Ăn 3 cái này rất là nôn. Chắc chắn không biết nó là nôn luôn. Ừ, ăn rất là nôn. Nhưng mà ngoài quán ấy nó có cái nước mà loại mì này sữa chị ạ. À. Ăn cay người ta thường hay uống sữa. Khó thử ra đây anh review cho các bạn tiếp, còn bây giờ thì đi nhà vệ sinh đây. Xin chào đi. Chưa chia chào. Ok chào đi mình phải. Xin chào các bạn. Tại vì tao phải. Cho tao đi trước. Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video ăn gì ăn. Ô. Tên là gì nhỉ? Tưởng hết rồi. Chưa đã biết đấy. Ăn uống linh tinh. Mango ăn uống linh tinh. Bye bye. Bye bye. Tại sao cuối cùng mình vẫn là người ra tắt máy rồi?